Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 1 giờ trưa của ngày 28 tháng 9 năm 2021. Thông tin mới nhất thì là ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào trưa nay. Điều đầu tiên, xin dành một phút mặc niệm với ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, những người đã cùng tôi cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung. Thông tin mới nhất thì như sau, đó là vào trưa ngày hôm nay thì ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Các bác có thể tìm đọc ở trên các báo, ví dụ như là báo Tuổi Trẻ đây. Thông tin thì như thế này, ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng trưa nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau thời gian chống chọi với COVID-19 và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 trưa nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã xác nhận với Tuổi Trẻ Online. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm theo cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân đã được chạy ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy thì đã chia sẻ. Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 vào ngày 15 tháng 8 nhưng tình trạng đã chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 26 tháng 8. Và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị ở đây. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật thì Phi Nhung ít khi vướng phải những ồn ào và đời tư. Những năm gần đây Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cô từng tâm sự là muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng mình lại lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, thì vào tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch. Mình ở lại có khi lại có ích, khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo đến người nghèo, tham gia nấu ăn cho các bếp ăn tình thương cho những người vô gia cư từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8. Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, nhưng không may chị đã bị nhiễm bệnh và không rõ nguồn lây. Trở lại hôm nay thì tôi khi chia sẻ với điều này với cả là một người bạn, thì tôi nhắn tin cho một người bạn như thế này. Tôi nhắn tin cho người bạn rằng là Phi Nhung đi rồi, thì bạn ấy có nói lại và tôi sẽ nói rằng là mình đã gỡ hết tất cả những video clip của Phi Nhung về Phi Nhung. Báo cáo với các bác, như lời hứa lần trước tôi đã trong buổi live stream chia sẻ, thì tôi sẽ gỡ hết những cái bài viết về ca sĩ Phi Nhung. Nghĩa tử là nghĩa tận, trong thời khắc này thì mọi hy sinh, mất mát thì đều đáng tiếc cả. Đó. Không biết nói gì về ca sĩ Phi Nhung, nhưng tôi nghĩ thế này. Cộng đồng mạng sẽ có những người nói nọ nói kia. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Những nghi vấn hay tất cả những cái thứ về đời tư của Phi Nhung, bao gồm với cả bé Hồ Văn Cường, bao gồm với cả những thị phi trong những thời gian gần đây, thì tất cả hãy quên đi, coi như là nó chưa có việc gì. Đến thời điểm này thì tất cả mọi thứ đó đều không cần quan trọng nữa. Những người nào mà còn phỉ báng Phi Nhung, những người nào còn dùng những cái từ ngữ nọ kia với Phi Nhung, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ không có đạo đức. Trong khi tất cả còn đang khỏe mạnh thì chúng ta hãy sòng phẳng với nhau. Nhưng mà khi mà đã bị bệnh, khi mà đã nghĩ từ nghĩa tận thế này, là chúng ta còn tiếp tục
có những cái lời lẽ cay độc, còn có những lời lẽ gì đó dành cho Phi Nhung, thì tôi cho rằng là đó là một cái sự suy thoái về đạo đức một cách nặng nề, hay rằng là quy chụp hay là nọ kia đó. Tất cả những người đó tôi coi rằng là những người không có đạo đức, dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa. Chúng ta nên nhớ rằng trong một cuộc chiến, ngay cả khi một bên thất bại thì người bên kia cũng sẵn sàng, và ngay cả khi Bin Laden chết đi chăng nữa thì ông ta cũng được cử cái lễ tang theo đúng quy luật của Hồi giáo. Đó là cái sự tôn trọng dành cho nhau, và tôi cho rằng đó là những cái điều mà rất là nhân văn, nhân ái. Các bác và mọi người có thể có suy nghĩ khác nhau, mọi người tôn trọng, nhưng chúng ta không được dùng những cái điều này để mà làm cái gì đó. Ca sĩ Phi Nhung là một ca sĩ. Chúng ta trước hết hãy nhớ tới cô là một ca sĩ, với những bài hát như Bông Điền Điền và rất nhiều những cái bài hát trữ tình khác. Cô hát rất hay. Chứ nói về mặt ca sĩ thì hiếm có giọng ca nào hay và đẹp được như là Phi Nhung. Chính vì thế Phi Nhung mới nổi tiếng bằng cái tài năng của mình. Đó. Chúng ta khác với Trung Quốc có thể rằng là gỡ tất cả những cái kể cả mặt nghệ thuật liên quan đến các ngôi sao. Nhưng chúng ta không bao giờ làm như thế, bởi vì rằng là có những cái đúng, có những cái hay thì nó phải được giữ lại để cho đời sau. Và những bài hát của Phi Nhung, những câu chữ, những tròn vành nhỏ chữ, những cái bài nổi tiếng của Phi Nhung chắc chắn sẽ còn mãi với thời gian. Và đó mới là cái điều bất tử của những giọng ca. Bằng lời lẽ này, tôi thành thật xin lỗi Phi Nhung về tất cả những gì đã qua, những gì mà làm. Và tôi cũng mong muốn rằng mọi người hãy dành cho Phi Nhung những lời cầu nguyện. Bởi vì một người bạn tôi cũng chỉ nhắn thế này về cả cái tâm của Phi Nhung nữa. Không xét đến các vấn đề khác thì dịch bệnh chưa tiêm mũi nào mà vẫn đi cứu trợ thì hành động đó thật rất đáng trân trọng. Và chúng ta trân trọng Phi Nhung trong những ngày cuối đời này. Trong cuộc sống, nếu chúng ta đấu tố cả những người đã ngã xuống thì đó là một cái sự phi nhân tính. Trong cuộc này thì tôi cũng mong rằng là tất cả mọi người hãy thật bình tĩnh, thật suy nghĩ chín chắn. Mỗi khi comment bất cứ một cái điều gì, mỗi khi quy chụp bất cứ một cái điều gì thì hãy comment một cách chín chắn. Hãy comment một cách gọi rằng là văn minh, nghĩa tử và nghĩa là nghĩa tận. Không biết nói gì vào lúc này để mà chia sẻ với các bạn nữa. Tuy nhiên tôi mong rằng là xã hội sẽ tốt đẹp lên. Đó, tốt đẹp lên. Những thị phi của Phi Nhung thì chúng ta hãy gác lại vào lúc này thì là cái điều ổn nhất rồi. Tôi một lần nữa mong các bác hãy ngắm lại và cầu nguyện cho hình ảnh của Phi Nhung. Những hình ảnh mà các bác vừa xem, hình ảnh tôi chọn mãi một màu xanh. Tôi cũng hy vọng rằng là chị sớm siêu thoát và cõi lành thay. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người.
Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.